Rồi, các bạn nhìn rõ màn hình chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, hôm nay là buổi cuối cùng nhé, nhưng chúng ta sẽ làm một cái bài tập nâng cao một chút, tức là mô phỏng nhé. Một cái chương trình nó vừa là trò chơi, nó vừa là mô phỏng, mà nó lại vừa là học tập nữa, nó kết hợp vào một cái chương trình. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài, các bạn sẽ cùng làm với thầy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ mô phỏng một em bé chạy từ bên trái sang bên phải màn hình. Sang bên phải thì lại chạy lại từ bên trái. Đó. Và sẽ mô phỏng như sau này. Em bé luôn luôn chạy nhá. Khi chúng ta bấm nút space thì em bé sẽ nhảy lên. Nhảy lên sẽ lại rơi xuống. Chúng ta mô phỏng cái hiện tượng là em bé nhảy lên sẽ lại rơi xuống. Như là trên mặt đất vậy, tức là mô tả cái lực hút của trái đất nhá. Đó, phần này là phần rất quan trọng. Thì phần này nó ý nghĩa của nó là nó mô phỏng rất nhiều trò chơi ở trên thực tế. Đó. Thì mô phỏng là em bé có thể nhảy lên này, hay là con chim nhảy lên này, rồi có thể bám vào một cái cành cây này, nhảy lên bám vào một cái quả bóng bay này, như vậy thì nó lại rơi xuống, nhảy lên rơi xuống, hay là mô tả cái cảnh người chạy sau đó nhảy qua cái vực sâu, nhảy qua một con sông. Đó thì cái đó là cái trò chơi này, cái bài tập này là rất là áp dụng rất nhiều ở trên thực tế. Đó. Bây giờ chúng ta là như sau là chúng ta sẽ xóa con mèo đi và chúng ta sẽ đưa vào màn hình cái hình ảnh em bé chạy nhá. Đây. À, chúng ta tìm ảnh em bé chạy để thầy nhớ nó nằm ở dưới này này. Không phải người này. Thầy ơi, thầy ở trên trong people ấy ạ. Ở đâu? Cái đầu của cái bạn. Thầy đang trên cùng với nhà, thầy chọn people đi, là con người tìm thân nhanh ạ. Đây nhá. Ôi cái vẹn. Đấy đúng rồi ạ. Không, thầy muốn ảnh tìm ảnh người con trai cơ. Con trai. Đấy, rồi. Thầy đang đây, đây 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 người này. Đó. Như này bây giờ là vì nó có ảnh nó có nhiều, bây giờ thầy sẽ xóa bớt đi. Chỉ để lại hai cái mà một ba cái này thôi, năm cái này thôi, hai cái đầu bị sự thừa được không cần nữa này. Đó, nhá. Như vậy giữ lại cái này thôi. Rồi. Bây giờ thầy sẽ làm như sau này, để mô tả em bé chạy thì thầy sẽ cho bé đi một chút, thầy vào đây thầy để chế độ mặc định là như này nhé, mặc định này vào đây. Em bé sẽ đứng ở vị trí này. Đó. Và thầy sẽ đặt cho nó cái vào cái looks. À đây thầy đặt tiếng Việt nha. Vào cái chỗ là hiển thị và đặt cái chế độ là gì đó, đặt đổi kích thước. Đặt kích thước thành đúng không? Đây. Thì đặt cho em bé lại cho nó dễ nhìn thôi, đặt cho em bé lại còn 60 đây xem nào. Kiểm tra nhé. Đấy, thế này là đẹp rồi đấy. Ở đây nhá. Rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ một cái mặt đất ở đây để mô tả việc em bé là sẽ chạy từ bên trái sang bên phải nhá. Bây giờ thầy vẽ như sau, thầy vào cái sân khấu và thầy sẽ vẽ một cái đây, thầy vẽ một cái mặt đất ở đây. Thầy chuyển sang bitmap và thầy sẽ vẽ nhé. Đây thầy chọn cái màu này, thầy chọn cái màu đất nhé. Là cái màu đất là cái màu này. Thầy là để cho nó có cái màu như thế này. Cái gì cả? Đấy. Để mà cho nó có cái bảng này. Đấy, cái màu này này. Nhá. Đó, bây giờ thầy sẽ vẽ một cái mặt đất ở đây này. À, từ từ thầy vẽ lại. Một tắt mic đi, nó biết mô toàn cái kia. Một tắt mic đi. Thế này. Nhớ thầy vẽ lại này. Thầy vẽ nó không thẳng nhỉ? Thầy muốn vẽ thẳng, thầy xóa lại nhé. Thầy vẽ cho thẳng, muốn cho nó thật thẳng đẹp nữa.
Đây. Con dùng cái gạch. Con vẽ nó thẳng bình thường thầy. Con vẽ có thẳng không? Bình thường á thầy. Rồi, đó. Thẳng chứ nhỉ? Hơi nghiêng nghiêng. Hơi nghiêng nghiêng à? Thôi thầy 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 xoáy thầy lặp lần lại. Thầy ấn cái nút đi ra thầy. À, thầy ấn shift rồi, sao không ăn? Thẳng chưa? Rồi. Bây giờ thầy sẽ tô màu dưới chỗ thành là đẹp hơn nhé. Thầy dùng cái tô màu ở dưới đất là màu xanh. Đấy, cái tô màu dưới này. Rồi. Thế như vậy em bé sẽ đứng ở đây. Đấy. Mình là ở đây nhé. Ở đây của đó là đây là cái này này. Thầy sẽ đặt lại chế độ là như này nhé. Đây là trừ 2, 12 và trừ 87 nhé. Như vậy em bé sẽ ở đây. Em bé sẽ là đặt cái đây sẽ vào là đây cái điểm này trừ 22 và âm 87 được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình nhá. Các bạn sẽ cùng làm thầy luôn này. Thầy làm cái đó các bạn làm cái đó nhá. Đầu tiên là thầy sẽ mô tả thao tác em bé chạy từ bên trái sang bên phải màn hình, xong gặp bên phải thì quay lại bên trái và chạy liên tục như vậy. Và chú ý là khi bấm nút space thì bắt đầu chạy. Đó, chúng ta chú ý nhá. Chúng ta sẽ lập trình bài bản luôn là khi mà chúng ta kích nút space thì bắt đầu chạy. Được rồi, thế làm như sau này. Nhá. Thì như sau nhá, đây. Chúng ta sẽ lập trình cho sân khấu. Đấy, sân khấu nhá. Khi mà người dùng mà bấm phím space, chúng ta sẽ điều khiển trên sân khấu ở đây. Khi bấm phím space nhá, chọn phím là phím trắng này, chính là phím space nhá. Đó. Đó. Khi bấm phím space thì sẽ bắt đầu chương trình sẽ bắt đầu chạy là như sau. Lúc đó các bạn chú ý nhá. Rồi, thì là như sau này. Bây giờ khi mà bấm phím space thì để cho chương trình đồng loạt chính xác thì như sau nhé. Thì khi đó thì sân khấu, các bạn chú ý nghe này, sân khấu sẽ gửi một thông điệp là bắt đầu chương trình. Và em bé cứ nhận thông điệp sẽ bắt đầu chương trình. Như vậy khi bấm, đây là ta đang lập trình cho sân khấu này. Sân khấu ở đây nhé, đó. Chú ý sân khấu nhé. Thì chúng ta sẽ phát tín hiệu. Đây. Phát tín hiệu là bắt đầu. Ta bấm đây chọn bấm đây và chọn chữ bắt đầu ở đây nhá. Này bấm vào đây. Đây chỗ này thì bấm vào đây nhé. Bấm vào đây và chọn là bắt đầu. Như vậy là đây là thống nhất cho toàn bộ chương trình. Cái là cái rất quan trọng nhá. Đấy. Như vậy là khi mà chúng ta bấm phím space để phím trắng nhé, thì sân khấu thông điệp là bắt đầu. Em bé sẽ bắt đầu chương trình như sau. Từ người ta để ở đây. Khi em bé nhận được thông điệp là bắt đầu này, này. Đấy, thì em bé bắt đầu chạy nhá. Em bé bắt đầu chạy nhá. À, em bé như sau này. Em bé sẽ chạy về, em bé sẽ đi vào sẽ em bé sẽ luôn chạy trong vòng lặp là liên tục nhé. Đó. Và em bé sẽ chuyển động về phía trước này, đây nhé, về phía trước ta để mà tốc độ ví dụ như là 5 hay là 6 thôi nhé. Đó. Và chúng ta sẽ điều khiển cái việc là nếu gặp cạnh phải thì lùi lại ở bên trái. Đó. Chạy như ta bước vào, chúng ta cho em bé luôn chạy này, chúng ta cho cái lệnh này này, cho cái lệnh là trang phục kế tiếp. Thì đây hai cái này là em bé sẽ luôn chạy này. Đó. Và chúng ta cho thêm lệnh nữa là nếu gặp cạnh phải thì quay lại, để chúng ta dùng lệnh này. Nếu này. Nếu mà tọa độ x mà lớn hơn 240. Đó, chúng ta làm vậy nhé. Nếu mà ta vào chỗ chuyển động và chọn cái là tọa độ x đây.
nếu tọa độ x mà lớn hơn 240 thì đặt lại, đặt x lại bằng trừ 240, và như vậy thì em bé sẽ luôn chạy đó nhé. Các bạn làm vậy này nhé, em bé là em bé sẽ liên tục chuyển động, là chạy sang bên phải này, chạy về bên phải là 6 bước này, và chân thì đạp này, chân chạy này, và góc cạnh bên bên phải thì quay lại bên trái, và cứ liên tục. Sau chạy thử bấm bonus space này, đấy, chạy liên tục nhá. Đó, như vậy là bước đầu của chúng ta lập trình cho em bé là chạy liên tục như vậy, được chưa? Đấy, chú ý nhá. Rồi, phần này các bạn làm luôn đây nào, cho đơn giản trước đi nhá. Và chúng ta có thể lưu cái này lại thành cái bài đầu tiên để chúng ta còn sau này chúng ta có thể quay lại làm phần các bạn khác tiếp theo. Đây là gì? Là đặt tên là em bé chạy nhá. Em bé chạy. Bài này chúng ta sẽ mở rộng ra thành một chương trình hoàn chỉnh. Nhưng mà đây là cái bản đầu tiên, bản trước mắt nhá. Thầy ơi, thầy à. Sao? Thầy kể lại em có một tí. Em kể rằng chỉ có một tí rồi thôi ạ. Thế cứ cho làm đi, nó đơn giản mà. Phần này phần nó đã khó gì đâu, về là rất đơn giản thế này. Nhắc lại như này, của em bé là 1 này. Em bé là 1 và sân khấu là 2 thôi, sân khấu này. Đó, thế thôi mà. Được chưa? Chúng ta để cho em bé chạy chậm thôi, chúng ta để lại là 5 thôi. Công ty con sắp xong rồi ạ. Ừ, nhá. Đây, bấm space là bắt đầu chạy này. Được chưa? Phần này là nhưng phần, mà thầy ơi, sao mình không làm cho thiết kế luôn cho em bé là khi bấm phím chắn thì liên tục chạy luôn ạ? Thế đấy, bấm trắng thì chạy gì nữa, đúng không? Thế em bé của con nó cứ chạy nhanh quá vậy ạ. Thế cháu để cho nó nhỏ lại. Này, cho nó nhỏ lại là 5 bước thôi, nó sẽ chậm. 5 hoặc là 4 bước thôi nhá. Được chưa? Đó. Như vậy là đây là phần đầu của chương trình, là đơn giản như vậy thôi, em là mô tả em bé chạy nhé. Cái này chúng ta làm nhiều lần rồi, nhưng mà làm cẩn thận hơn một chút là như thế này. Rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái thao tác là gì? Là khi bấm nút space một lần nữa, em bé sẽ nhảy lên và rơi xuống. Đấy, phần này là phần khó đây này. Là chúng ta phải mô phỏng cái chuyện là em bé sẽ khi nhảy lên đó, sẽ rơi xuống đất như thế nào. Đó, thì phần này là bắt đầu phần khó nhá. Chúng ta cùng nhau với thầy chúng ta làm cái phần này nhá. Nhá. Thầy ơi, xong thầy để thêm chướng ngại vật vào nữa. Đúng rồi. Đúng không? Thì như sau nhá. Bây giờ như này. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái biến để mô tả em bé khi mà rơi xuống, nhảy lên, bay lên thì rơi xuống như thế nào. Phần này là phần khó đây. Thì các bạn làm theo thầy, các bạn làm theo thầy nhé. Chúng ta làm theo thầy này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ đây. Chúng ta vào các biến số đây. Và chúng ta các bạn cùng với thầy chúng ta tạo cho thầy hai biến nhớ rất quan trọng. Một biến nhớ có tên là start nhé, tiếng Anh là dùng để mô tả cái trạng thái bắt đầu chạy, bắt đầu chương trình. Start bằng 0 thì chưa bắt đầu chương trình, bằng 1 là bắt đầu chương trình nhé. Và cái biến thứ hai là biến có tên là gravity. Chúng ta biến tiếng Anh cho đẹp nhé. Đây là cái từ gravity, đây là cái từ là chính là cái trọng lượng của
cái trọng lực của trái đất đấy. Đó. Chúng ta các bạn tạo cho thầy hai biến nhớ là gravity và start. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với hai cái biến này rất rất quan trọng. Nhắc lại này, cái biến start để mô tả cái trạng thái bắt đầu của chương trình. Và cái biến gravity để mô tả em bé sẽ bị hút xuống như thế nào. Được rồi, thì mình chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, bây giờ như thế này. Thì ban đầu khi bắt đầu chương trình đây, các bạn đây thì chúng ta đặt cái gravity bằng 0 ở đây. Đấy, không ở chỗ này nhá. Rồi, chúng ta các bạn là thêm lệnh nữa cho nó hay là cho em bé là quay về hướng bên phải cho nó khỏi bị hướng, nên đặt hướng một bên phải. Đấy. Các bạn thêm cho thầy hai lệnh này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái lệnh là gì? Là để mô tả cái hút của trái đất của là gravity này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau làm này. Thì bây giờ như này nhá. Đây, để mô tả hút trái đất thì chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta làm như sau. Đây, chúng mình chúng ta làm như này nhé. Đây, em bé sẽ luôn luôn bị hút xuống, luôn luôn bị hút xuống. Chúng ta làm như sau. Chúng ta kéo nốt cái là sự kiện là bắt đầu ra. Đây khi nhận bắt đầu ở đây nhé, cùng một cái này nhé, hai cái song với nhau. Cái chỗ này là cái đoạn này là để mà khi bắt đầu chương trình này, chỗ này là để mô tả em bé chạy. Còn chỗ này là để mô tả là em bé lúc bị hút xuống. Rồi, chúng ta làm sao nhé, các bạn làm sao nhé. Các bạn làm thêm một cái nhánh nữa của cái này. Và chúng ta đưa vào đây cái lệnh cũng là lệnh là liên tục ở đây. Đó. Rồi chúng bắt đầu này. Chúng ta làm lệnh sau đây này. Chúng ta làm lệnh là trội biến cho cái tọa độ y luôn thay đổi. Đây chúng ta đặt cái lệnh là thay đổi y. Luôn thay đổi y một lượng là bao nhiêu. Đây này. Đó. Chúng ta cho đây cái biến nhớ là gravity. Đấy, chúng ta chú ý. Như vậy là em bé luôn bị, nếu gravity mà là một số lớn không, em bé sẽ nhảy lên. Còn gravity mà nhỏ không, em bé sẽ bị rơi xuống. Đó, chúng ta chú ý cái này là chỗ rất quan trọng đây, rất quan trọng nhé. Rồi, thì bây giờ như sau này, nhưng mà rơi xuống, nhưng khi gặp cái này, gặp cái đất này thì em bé sẽ dừng lại. Thì như sau nhé, để cho anh em mình ở đây chú yên tâm là rơi xuống nhưng không phải rơi hẳn xuống đáy mà rơi xuống cái đất này thì thôi. Chúng ta có lệnh sau đây để điều khiển. Chúng ta vào lệnh điều khiển chọn lệnh này như này. Nếu này nha, nếu em bé mà đây, nếu em bé tôi vào cảm biến nhé, nếu em bé và chạm phải cái màu này này, bấm vào để chọn nhé. Đây này, chọn màu này này. Đây, nếu chạm màu này này thì sao, thì chúng ta cho em bé dừng lại. Chúng ta đặt cái lệnh là gì, đặt cái lệnh là set gravity bằng 0 nhé. Và chúng ta đặt cái em bé, chúng ta set cái đặt cái y, đặt cái y này bằng bao nhiêu, để bằng chỗ này này âm trừ tháng 7 nhé. Chúng ta đưa lên vào đây. Đấy. Đó, thì cái lệnh này là lệnh để cho em bé bị hút xuống, nhưng mà em bé bị nhảy lên nhé. Nó vẫn chạy được cái này, vì ta chạy thử nó vẫn sẽ bình thường nhé. Đấy. Nhưng mà vì sao là vì chỗ này nó không bị rơi xuống nhé. Đấy. Thì bây giờ ta thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử tiếp này. Là đây là lệnh rất quan trọng, các bạn chú ý nhé. Cái này là lệnh để mà mô tả em bé bị hút xuống bởi lực chất của lệnh gravity. Vì chúng ta làm thêm lệnh nữa để mô tả thì đây chúng ta vào cái này. Hàng này rất quan trọng, hàng này là hàng chỗ này là mô tả cái lệnh kỷ lục hút trái đất nhé. Thì lệnh này là như sau. Chúng ta lệnh này đi. Liên tục. Thì cái gravity này nó luôn luôn bị giảm xuống. Đấy. Chúng ta là như sau, chúng ta có cái lệnh này. Là vào lệnh là thay đổi gravity một đoạn bằng bao nhiêu? Một đoạn bằng
trừ 1. Các bạn chú ý nhé. Hai cái chỗ này là cần học thuộc lòng, chỗ này là hai cái nhóm lệnh này là rất quan trọng để mô tả lô trái đất đấy. Mô tả là lô trái đất rất quan trọng nhé. Chỗ này này, ta giữ nguyên như này nhé, ta làm các bạn làm theo thầy đi, mà chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ hiểu vì sao chúng ta cần cái đó nhé. Cái này là nó mô tả, nhắc lại này, cái này là nó mô tả em luôn bị hút xuống. Đến vì là nếu gravity mà làm số âm thì nó hút xuống, nhưng mà không phải hút mãi mà hút xuống tới càng chậm cái này thì thôi, em mới chậm cái này thì ta dừng lại, thì đặt cái gì bằng không và đi ngang và đi ngang đó. Quãng lệnh này là cái biến nhớ này luôn bị giảm xuống, luôn bị giảm xuống. Chứ nếu chúng ta mà cho nó tăng lên ấy, máy nhảy lên sẽ tự động sẽ bị rơi xuống đó. Chúng ta chú ý cho các bạn, cho thầy nhớ cho thầy hàng cái này nhé. Đây là phần khó đấy, đây là phần khó nhất của cuộc hôm nay đấy nhá. Chúng ta cứ làm bình tĩnh thôi, không gì là khó cả. Được rồi, bây giờ xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chỗ sân khấu để điều khiển. Khi mà bấm space lần thứ hai, thì em bé sẽ nhảy lên và tự rơi xuống. Đấy. Bây giờ các bạn vào sân khấu và các bạn làm như sau nhé. Để điều khiển cái chuyện đó thì ta làm như sau. Đây, bây giờ chúng ta làm lại chỗ này, chúng ta đặt lại sự kiện này. Khi mà bắt đầu chương trình thì chúng ta đặt cái biến nhớ start là 0. Đấy, chúng bắt đầu chạy chương trình nhé, 0. Khi bấm phím space thì đó thì mới đặt lại cái này bằng 1. Thì như sau. Chúng ta làm như sau nhé, chúng ta làm sửa lại lệnh một chút. Đây, chúng ta làm như sau này, các bạn còn làm theo thầy nhé, ta hiểu, ta chọn cái lệnh là nếu không thì đó. Bây giờ khi lần đầu tiên mà bấm space thì điểm start bằng 0. Đây, nếu này if nhé. If đặt dấu bằng ở đây. Nếu mà cái biến start mà bằng 0, tức là khi mà chưa chơi thì bấm space thì ta sẽ phát lệnh bắt đầu. Đó, và sau đó chúng ta đặt lại cái biến space này, biến start này bằng 1. Tôi để vào đây nhé. Được chưa? Đấy. Chỗ này vẫn bình thường nhé. Còn khi mà start bằng 1 rồi thì bấm nút bấm space chúng ta nó sẽ không phải bảy lệnh nữa, mà chúng ta khi bấm space chúng ta làm như sau. Khi đây là chỗ này này. Ở đây là khi mà start bằng 1 nhé. Đây là nếu này, không nếu không thì được start bằng 1 thì ta bấm space thì chúng ta sẽ đặt lại gravity bằng 10. Cho em bé nhảy lên. Đấy, như vậy chúng ta viết lại cái phần sân khấu nhé, nó là như thế này. Và bây giờ chúng ta có thể kiểm tra này. Nhảy lên này, đó. Nhảy lên này, nhảy lên này. Thấy không nào? Đấy, nhảy lên này, rơi xuống này. Đấy, nhảy lên, rơi xuống này. Đấy. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đã điều khiển hơn một chút rồi đấy. Thầy ơi, cho con xem em bé thầy ơi. Em bé đây. Nhá, chúng ta cùng nhau làm lại phần này thật cẩn thận nhá. Đây em bé đây này. Đấy, các bạn làm thật cẩn thận nhá. Thật vừa rồi, nhớ lại chúng ta cần hai biến nhớ là start và gravity. Gravity là điều khiển em bé luôn bị rơi xuống. Bị rơi xuống. Quay lại cái kia đi đấy. Quay lại cái gì? Cái ở phong nền đấy. Sân khấu đúng không? Vâng. Đây, rất đơn giản thôi. Nhé. Yeah. Thầy ơi, sao của em lại nhờ em bé lại liên tục nhảy xuống ạ? Vì em vì cháu điều khiển chưa đúng cái chuyện em bé nó rơi xuống gặp đất thì nó phải đứng lại thì mới đúng nhé. Yeah. Thầy ơi, em bé của con nó chỉ đi xuống rồi chứ nó không có đi lên. Đây này, chỗ này này, rất quan trọng chỗ này nhé, chỗ này các bạn sai chỗ này này. Đây này, khi mà nó rơi xuống nhá, thì gặp đây này, khi gặp đất này thì đặt gravity vào 0 thì nó dừng lại, thấy không nào? Thế chỗ này chỗ rất quan trọng này, chỗ này là màu chỗ này là phải đúng màu ở đây này. Đấy, các bạn làm lại đi, đặt sai là sai lập tức. Thầy ơi, con
đặt màu xanh là em làm là đúng sai màu ngay trên nhé. Làm đúng cái màu ở trên rồi vậy mà nó vẫn cứ chui xuống đất ạ. Thế làm à? Cái màu ở dưới nào, sao kỹ vậy, thế nào làm như thầy đứng thầy mới đúng thế này, là nhảy lên này đó, nhảy lên này, nhảy lên này đó, nhảy lên vô tư chưa, nhảy lên này. Cái màu gì đơn giản thôi thầy, đơn giản mà. Con đấy con chỉ có đi thẳng là cho con ơi thì con nhảy lên đấy mà nhớ con làm y thầy luôn. Cái thử ấn nó kiếm cách xem. Đó. Bạn này các bạn làm thật cẩn thận nhé. Bạn này sẽ ghi lại là em bé. Em bé chạy và nhảy lên. Và nhảy lên nhé. Thầy ơi, của con nó không có chịu nhảy thầy. Thầy ơi, của em nó không. Nó nhảy nhưng gì bắt đầu lại. Đây này, nhảy cái này này. Chúng ta nhảy này. Nhưng mà khi start bằng 1 thì ta đặt gravity bằng 10. Đặt đặt cái này bằng 10 thì nó mới nhảy lên nhé. Đấy. Thấy quấy là em bé đấy ta. Làm được chưa? Em bé thay nha. Em bé. Thay ơi, em bé. Làm được chưa? Có hai biến nhớ nhá, biến nhớ là gravity và biến nhớ là start, hai biến nhớ. Cái biến nhớ này giữa này thì ta bỏ đi xóa đi thôi. Đấy, có hai biến nhớ thôi nhá. Của con nó vẫn chưa nhảy được lên ạ. Thế à? Làm lại thật cẩn thận nào. Em hay ơi. Làm được chưa? Em bị chồng chưa ăn sáng thôi ơi. Làm cẩn thận nhá, cứ làm cứ làm thoải mái đi, cứ làm thoải mái. Qua phần em bé đi thầy. Qua em bé thôi. Em bé đây này. Em bé đây nhá. Thầy ơi, em không nhảy lên được thầy. Thầy, em không nhảy lên được. Chúng ta làm cẩn thận nhá. Làm giống như thầy thì sẽ được thôi. Thì chúng ta làm quy trình cho em bé trước này, xong quay sang làm quy trình cho sân khấu này là sẽ được thôi nhé. Thầy, cái của em không chịu lên thầy, em không chịu nhảy lên. Xong chưa các bạn? Chưa. Ừ, thế quán làm xong là quán nè. Cứ bình tĩnh làm đi nhé. Bài này rất là hay. Em không nhảy lên được luôn. Thầy ơi, để mở sân khấu của em thầy. Sân khấu đây nhé. Thấy của em bé này thôi. Thấy của em bé nhảy này, nhảy đấy, giống như thầy, phải làm giống thầy mới đúng rồi. Đấy, thấy không nào, nhảy chưa? Bấm nhảy nào. Hay là bấm con nhảy rồi ạ. Con làm được rồi ạ. Ừ, làm rồi thì đợi. Thế ơi, thầy cho nhìn con nhân vật của thầy. Em bé đúng không? Em bé đây.
Gì cơ? Thằng nó chưa nhảy lên. Được chưa? Cứ bình tĩnh làm thôi các bạn, cứ bình tĩnh làm, không vội, không vội vàng cái gì cả nhé. Thầy cho nhìn cái sân khấu thầy. Sân khấu đây. Được chưa? Vật thấy ồ, còn gì cái em bé? Mẹ em bé đây. Thầy ơi, nó chút nhảy á thôi ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một chức năng nữa nhé. Là chúng ta cho em bé là nhảy, mỗi lần chạy thì nó xuất hiện một cái hòn đá ở giữa và em bé phải nhảy qua. Còn em bé mà vướng phải hòn đá thì sẽ bị chết, thua. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm hòn đá vào giữa cái sân khấu. Nào, mỗi lần mà nhảy qua được, quay lại thì hòn đá nó sẽ thay đổi màu, nó sẽ thay đổi cái kích thước đi. Nó to nhỏ khác nhau cho nó hay. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm đây, chúng ta sẽ bổ sung vào sân khấu một hòn đá. Thầy ơi, con gửi video để trên YouTube rồi cho thầy. Cái gì? Con gửi video để gửi lên YouTube để coi thầy làm lại để làm giống kiểu tốt hơn đó. Rồi thầy sẽ gửi lên nhóm chứ. Hôm nào chờ gửi. Nhá. Em làm cái nó không nhận. Em làm cái đó, cái con em bé đó nhảy lên không được này. Không được kìa. Em nhảy lên không được. Đây này, ta cho đây hòn đá là cái rock rồi nhá. Đấy. Cái rock ta để ở giữa đây này, ta để ở đây nhá. Đấy. À, em bé sẽ phải nhảy qua cái hòn đá này. Ví dụ như này, nhảy qua như này này. Còn nếu mà vướng vào đá thì sẽ thua. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải lập trình chương trình này nhá. Nếu mà vướng vào đá thì là thua. Đây, bây giờ chúng ta lập trình như sau này. Bây giờ các bạn vào đây và các bạn sẽ lập trình ở chỗ nào nào. Ở chỗ nào thì điều khiển là nếu gặp hòn đá thì sẽ bị thua. Đây, chúng ta chú ý nhá. Nếu gặp đá thì thua thì chúng ta để ở đâu? Chúng ta có thể làm thêm một cái lệnh ở bên ngoài được thoải mái. Đây, các bạn sẽ vào cái chỗ sự kiện, các bạn đưa ra cái lệnh này. Đây, khi bắt đầu chúng ta thêm lệnh nữa đây, cho hẳn mới tinh nha. Đấy, khi bắt đầu nhé. Và điều khiển như sau, chúng ta sẽ vào cái chỗ này và chúng ta cho một lệnh liên tục ở đây. Và kiểm soát, nếu em bé mà chạm phải hòn đá thì sẽ thua. Chứ em bé ngã ra kêu ối một tiếng và thua. Mà chết nhé. Đây ta vào này, ta đưa vào điều lệnh như sau này, điều khiển này, nếu chạm phải hòn đá, chúng ta vào lệnh kiểm cảm biến nhé. Đây, nếu chạm phải đây, chạm phải ta chọn là đá nhé. Đây, nếu chạm phải đá đó
thì lập tức là thua, đúng không? Thì ta làm như sau, ta cho em bé là nằm ngang xuống này và nằm nằm ngang ra này, và nằm ngửa ra và kêu ối lên một tiếng và thua nhé, và dừng tất cả chương trình lại. Đấy, ta làm như sau nhé. Thì nếu mà đang chạm phải rốc thì lập tức em bé sẽ đây ta cho cái lệnh này, em bé sẽ quay úp xuống mặt đất nhá. Ta vào cái lệnh là chuyển động và cho em bé là đặt cái lệnh là đặt hướng bằng, đúng không? Đặt hướng bằng, ta cho nó đặt hướng là quay úp xuống đây 180 độ là quay úp xuống đất nhá, quay úp xuống đất nhé. Và đặt cái y cho nằm lăn đất mà, ta đặt lại cái y, đặt cái xếp cái y bằng bao nhiêu, đặt cái y bằng, y là bằng chính cái này này, bằng trừ 87, nó sẽ trừ 87, nó sẽ nằm ngang ra, nằm ngang ra đấy. Và chúng ta có thể cho nó kêu ối một tiếng nhé, âm thanh cho ta vào cái vùng ta thu mình ối này, ối. Đấy, có một tiếng nhỏ thôi. Ối. Đây. Ối. Đấy. Đặt cái này là, đặt cái âm thanh là tên là ối. Ối nhá. Đấy. Thì chỗ này này. Ở chỗ này nhá, ta đưa vào đây này. Đấy. Trong khi mà chạy nó chạm phải quả bóng thì em bé sẽ đặt kêu ối và chết. Đây. Cho nó kêu âm thanh là kêu là âm thanh đây này, đặt cái lệnh là phát âm thanh ối lên hết này, đấy nhé, đấy. Và sau đó là lệnh dừng lại tất cả, dùng cái lệnh này là dừng lại tất cả, đấy. Dừng lại tất cả, nhé. Để cho chạy thử ta thấy ngay này, ối, đấy, ồ. Cho nó chìm xuống một tí nhé, chìm xuống lên đây, để ở đây này, chỗ này là âm 124, thì các bạn nhé, đặt trên nhé, chỗ này là âm trừ 124, đấy, chạy lại nào, ối, ôi, không xuống nhỉ, đặt đi bằng trừ 124 không xuống nhỉ, đặt, vì nó về đây bị nhảy đây, vì chúng ta xem lệnh cho nó, đặt lệnh này, yên tâm này, dừng lại, tất cả kịch bản khác cho vào đây, chạy lại nhé, ối, đấy, đứng rồi đấy, chính xác, bây giờ để lại ở đây nhé, để vào nhìn nào, chạy cái đầu này, nhảy lên thì không sao này, thoát ra thì không sao này, đấy, chạy tiếp tục nhé, nhảy lên này, ối, cứ nhảy xuống này là chết nhé, đấy. Đấy. Ối. Đấy. Rồi. Như vậy là thêm một cái đoạn nữa ấy, chúng ta điều khiển cái quả cầu này, cái quả cầu mà hòn đá cho đá nó vào giữa nhá. Hòn đá nó vào giữa cái màn hình. Và em bé chạy phải nhảy qua được hòn đá thì mới thoát ra ngoài được, còn không thì cứ vướng hòn đá là thì đây là đơn. Đây là chương trình làm điều khiển em bé là cứ chạy vào vũ pháo đá là chết nhá. Đấy. Thì thành một cái trình khác rất là hay. Đấy, như vậy đây là chương trình này trò chơi mới nhé. Là em bé. Thế thầy ơi, làm thế nào để em bé đứng dậy thầy? Không, chết rồi, thầy đứng dậy sao nữa. Em bé chạy chạy tránh. Tránh hòn đá, tránh đá nhá. Tức là chạy tránh hòn đá. Hòn đá. Em bé nó nhảy được thấy ạ. Nhưng mà nào cho em bé dậy ạ, này con chưa thấy ạ. Từ chạy lại từ đầu thì nó mới bấm lại từ đầu, nó từ đầu thôi, đúng không? À. Vì chết rồi là thôi mà, chết là dừng lại thôi mà, đúng không? Là nhảy phải không đây? Đây là chạy lại từ đầu như này, bắt đầu này, bắt đầu. Phát. Đấy. Được chưa? Lần 2. Lần 3. Ôi ơi. Chỉ may mình làm chân tay là chết luôn. Đấy. Đấy, các bạn làm bài này đi nào. Như vậy cái phần bài này là khó, bài này là khó nhiều rồi nhé. Như vậy là điều khiển em bé chạy
vượt chướng ngại vật. Đấy, vượt chướng ngại vật. Chạy từ trái sang phải màn hình và chạy đến giữa thì phải nhảy lên để tránh hòn đá nằm ở giữa đường. Được chưa? Chúng ta bấm phím space để em bé nhảy lên. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé, đây là bài tập khó nhé. Khó hơn một chút, bài tập nâng cao đấy nhé. Thầy ơi, thầy cho cháu có thể không lên thôi ạ. Sao? Đấy, nhưng mà thêm nhân vật là hòn đá nhá. Thầy ơi, cháu nói không lên thầy ạ. Không lên cái gì? Lên mà, đúng mà. Bé của con nó cứ bị ngã ở trên không trung ấy. Thế à? Thế phải điều khiển. Này này, đặt lệnh y này, này này là đặt y nó mà nó đúng cái vị trí của cái vạch này là nó sẽ được thôi. Vậy này của ta đang ở là âm 1, 2, 4 mà của thầy của em với của mẹ của bạn có thể nó khác đi. Rồi, nhưng mà nó vẫn bị thế. Nhá. Đấy, bài này khó rồi đấy, phải làm cẩn thận. Làm cẩn thận thì nó mới được nhá. Khó không? Bài này các bạn thấy khó không? Đây, nhưng mà là từ bài này chúng ta có thể phát triển lên thành một trò chơi được đấy. Cho em xem cái hòn đá thầy. Hòn đá thì không có gì cả, hòn đá nó có gì đâu, hòn đá chưa lập trình gì cả. Hòn đá thì không có gì. Nhá. Lát nữa thầy sẽ dạy các em là hòn đá. Mỗi lần em bé chạy nhảy qua hòn đá nó sẽ thay đổi kích thước đi. Nhưng mà để lần lần để lát nữa nhé. Background, background vẫn thế nhá. Đây, background đây vẫn thế. Làm được chưa? Alo, gì đấy à? Còn cái gì để chấm xấu đi bò đã nhận cách 10 lần rồi bò ối không biết nghe đó Thank you.
Được chưa? Có khó không? Thầy. Ơi. Chưa thấy ạ. Hòn đá chưa có gì cả. Hòn đá này nhá, hòn đá chưa hề có gì nhá. Cái này hòn đá này. Hòn đá chưa hề lập trình gì cả nhá. Bây giờ thầy sẽ muốn lập trình hòn đá đây. Bây giờ thầy muốn lập trình hòn đá như này này. Khi em bé mà nhảy qua đây này, nhảy qua đây nhá. Khi quay lại đây. Khi quay lại đây, hòn đá sẽ thay đổi kích thước đi. Nó thay đổi một cách là ngẫu nhiên lúc to lúc nhỏ. Đấy, thì nó mới hay, em bé nó sẽ điều khiển được lúc nhỏ lúc to. Đấy, thì khi mà em bé bắt đầu vòng một lượt mới, chơi mới. Em bé nhảy qua đây này, chạy qua đây nhá. Đây, em bé này. Chạy dây qua đây này, nhảy lên này. Khi em bé mà nhảy xuống, chạy sang bên này. Quay đây. Khi quay đây thì quả bóng, hòn đá cũng sẽ tự động thay đổi đến một cái thức ngẫu nhiên nào khác. Đó, thì các bạn cùng nhau lập trình cho chỗ thầy chỗ đó nhá. Hay rất là hay chỗ này nè. Bây giờ như sau này. Mỗi khi mà em bé mà ở đây này thì hòn đá thay đổi. Thì chỗ này, đây chỗ này chính cái chỗ mà chỗ này là chính cái chỗ em bé bắt đầu chạy từ đầu này. Đó, chạy nhá, chạy từ bên trái sang này, khi gặp bên phải này, quay lại này. Thì chỗ này này, chúng ta phải ra một cái lệnh để cho là hòn đá sẽ thay đổi kích thước. Bằng cách là gì? Chúng ta gửi một thông điệp cho hòn đá ở đây. Em bé gửi thông điệp cho hòn đá. Đó. Chúng ta dùng cái lệnh là sự kiện và cho cái lệnh là phát tin. Gửi một thông điệp cho hòn đá. Bấm vào đây và chọn thông điệp là gì? Là đặt tên đó là thay đổi kích thước. Thay đổi kích thước. Bạn thấy rất là hay không? Scratch rất là hay. Cho phép các nhân vật là gửi thông điệp cho nhau. Cũng rất là hay, rất nhanh. Rồi, anh đây này. Sẽ nằm ở đây này. Đó, khi mà em bé mà bắt đầu lại từ đầu này. Đặt lại từ đầu này, chạy từ đầu này thì gửi thông điệp cho hòn đá. Đó. Và bây giờ chúng ta là chỉ vào ở bên này. Nhé, hòn đá này. Khi bấm vào đây này thì chúng ta cho hòn đá ở đây nhá. Chúng ta cho hòn đá ở đây đặt gì? Đặt cái lệnh là go to xi. Đặt xi bằng 0 đi. Như vậy là đặt ở chính giữa, chính giữa cửa cổ đấy nhé. Bây giờ khi mà nhận được sự kiện là thay đổi đây, khi mà nhận được cái sự kiện đây là thay đổi kích thước đó, thì hòn đá sẽ thay đổi kích thước. Chúng ta vào lệnh này, chúng ta vào cái lệnh để hiển thị, đặt cái lệnh là đặt kích thước thành đây ngoài 100%. Mà chúng ta cho một lệnh cho nó thành là ngẫu nhiên đi. Chọn cái lệnh này này. Chọn cái lệnh là các phép toán. Lệnh này này. Lấy ngẫu nhiên. Ví dụ là lấy ngẫu nhiên từ 50 đến 100%. Từ 50 đến 100%. Đấy. Vậy em hòn đá nó sẽ thay đổi kích thước. Là ngẫu nhiên từ 50 là một nửa đến 100. Đặt kích thước bằng nhá. Thế đây là lệnh mà điều khiển hòn đá này. Đấy. Ta thử xem nhá, xem được không nhá, ta thử lại này. Bắt đầu này. Bắt đầu, chạy thử nhá, chạy thử nhá. Đấy, nhỏ lại rồi đấy nhá. Khắc rồi đấy. 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 Ôi. Nhìn lên quá. Ôi. Đấy, gặp là thua nhá. Cái này chúng ta cho để là trừ 100 cho nó đẹp. Thầy ơi, thầy cho nhìn thầy không? Nhìn cái thầy gì? Nhìn cái gì cơ? Thầy cho nhìn cái ở vừa nãy này. Ôi! Vừa nãy là cái gì? Em bé gì? Thì đó này, chết rồi này. Đây này, em bé này. Nhá, đấy. Bây giờ chúng ta là cho xem này. Nhưng mà đây là cái trình là tôi đã hoàn chỉnh rồi đấy nhá. Này, chúng ta cùng nhau xem đây nào. Thế là nhìn, con nhìn cái cục đá mà nó khi mà nhận lại thầy. Đây này. Đấy. Nhìn rõ chưa? Đấy. Hòn đá này. Nhá. Khi có bé nhận, còn hòn đá thì sao? Bé nhận đâu, bé gửi thế này. Thế này bé phát tin thôi, không nhận. Bé khi mà bắt đầu làm vòng lặp mới này, bắt đầu từ đầu nhá. Thì bé gửi thông điệp phát tin là thay đổi kích thước.
gửi cho Hòn Đá, Hòn Đá sẽ thay đổi thôi nhé. Thím Hòn à. Thầy ơi, chị chồng mới đó, cá chồng như ghi sống thôi à. Chồng như ghi sống thôi à. Chồng như ghi sống thôi à. Được chưa? Đấy. Ông ấy lận. Có gì ra mà. Thầy ơi, có chồng mới không ta? Chồng ơi. Quay cô, quay về lại cái đồ đá đó, cháu chưa làm gì em. Cái đoàn đá rock. Một cục khổ vui. Ba Minh đẹp hàng ơi, nhưng đi chị ta nghe chưa. Nghèo. Chị cũng thèm đóng đó luôn. Được chưa? Cho chồng mới cục đá thôi à. Thầy ơi, xem cái gì? Hòn đá hay sân khấu nào? Hòn đá thầy. Hòn đá đây nhé. Hòn đá đơn giản mà. Sao? Xong rồi thầy ơi. Xong chưa? Xong rồi thầy. Chạy thử xem nào. Thử xem nó có đúng không nào. Yeah. Mình nghĩ là để ngắn con chi nhé ở vị trí đâu đó. Xong chưa thầy ơi? Xong rồi. Nhé. Rồi bây giờ phần cuối cùng là gì? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình để cho em bé có điểm. Chúng ta có điểm số. Tức là mỗi khi mà em bé mà vượt qua được hòn đá thì cho thưởng cho em bé là 10 điểm. Nhé. 10 điểm. 5 điểm đi thầy, 5 điểm. 5 điểm đồng ý. Chúng ta làm một cái thêm một cái biên giới là điểm. Và mỗi khi em bé mà vượt qua được hòn đá thì ta tăng cho em bé lên thành 5 điểm nhé. Rồi, 5 điểm. Thôi 5 điểm nhé. Đây, bây giờ chúng ta được hiểu như sau nè. Đây, chúng ta sẽ vào các biến số và chúng ta đặt cái biến nhớ. Đặt tên là score nhé. Score là điểm số cho đẹp cho hay. Score. Rồi, score như này nhé. Và có thể hiện cho mình được, hiện cho mình cho nó dễ nhé. Là thì bắt đầu chương trình thì score nó bằng 0. Đặt ở đâu bây giờ nhỉ? Đây, đặt cái chỗ này này. Chúng ta đặt cái lệnh là cho điểm của nó là bằng 0. Ban đầu, đặt ở đây nhé. Không, đặt ở đây. Đó. Và chúng ta là mỗi khi mà em bé mà vượt qua được cái hòn đá này, xem bên này, quay đây. Thì ta tăng điểm lên cho em bé. Đây,
chúng ta dùng cái lệnh là thay đổi score lên 5 điểm. Đây, 5 điểm. Cho vào đâu nhỉ? Cho vào đây nhá. Đây, cho vào đây. Cho vào chỗ này. Khi em bé mà vượt qua được cái sang bên phải và quay về bên trái thì tăng điểm, tăng 5 điểm đây. Đó. Được chưa? Đây, bây chúng ta cùng nhau điều khiển xem bé là chạy như nào nhé đây. Đấy, 5 điểm chưa? Nhá. Ôi, có 5 điểm thôi. Giờ chạy lại này. Năm điểm, 10 điểm, đấy. Ôi, nhá, đó. Đấy. Bây giờ chúng ta làm đi, chúng ta làm thêm lệnh nâng cho nó hoàn chỉnh, chương trình nhá. Tới đây là hoàn chỉnh rồi đấy, nhá. Hoàn chỉnh thành cái trò chơi nhé. Tôi đặt ghi vào máy tính là trò chơi. Hôm nay đóng thôi, lúc nào vượt chướng ngại vật chưa kịp lăn không chưa vượt chướng ngại vật nhá. Đó, lúc này chẳng có kịp làm không nên thôi. Thế bây giờ làm đi. Thì dư thay ảnh vô không nên cho cháu làm ấy thôi. Phần mềm nào không nên thay nữa. Phông nền thôi. Phông nền, nghe không rõ. Sân khấu dùng từ phông nền, đấy, sân khấu đây nhé. Phông nền hay sân khấu chỉ chẳng giống nhau thôi. Sân khấu đấy, hay là phông nền cũng được. Giống như đang ở trên mặt trăng mà móng túc xuống dưới lòng đất của lượng thời. Được chưa? Thầy, em xem em bé đi thầy. Em bé đây, em bé là gọi là già nhất đấy, là phức tạp nhất nhé. Rất là tương đối là phức tạp lủng củng đấy, có rất nhiều nhóm lệnh khác nhau. Nhóm lệnh là điều khiển tham số ban đầu, nhóm lệnh điều khiển cái lũ trên đất là gravity, nhóm lệnh để điều khiển chạy ngang trên màn hình, nhóm lệnh thì điều khiển khi gặp hòn đá thì bị chết đó. Đúng thầy. Sao sân khấu thầy nha? Sân khấu đây nhé. Đấy, thầy thì cho em xem hòn đá đi thầy. Hòn đá đây. Xem gì cháu? Cục bè, thế là em có đồ mua xa gì, em hỏi em chưa. Đấy. Phông nền đây. Phông nền đây. Thế thì bài này là bài khó, cái bài trò chơi hoàn chỉnh nhé. Thầy cho em xem hòn đá đi thầy. Hòn đá. Phong nên thay được ơi. Để cái bàn ra lô mấy con được không thầy? Xem gì nào? Thầy cái bàn ra lô mấy con được không? Thầy ơi, bật phông nền cho cháu xem không thầy? Bật cái gì? Phông nền đây. Thầy ơi, con làm thêm để cho cục đá
mô mình qua được một vòng rồi là em bé phát tinh là qua phát tinh là di chuyển. Biết sao cái gì nào? Di chuyển ấy, sau đó cục đá nó sẽ sau đó cục đá là di chuyển trong trên một cái đất chứ không phải là trên bầu trời. Một từ 65 đến 139 độ âm thải, chỉ là khi mô khi nào mà coi dựng rồi là cục đá. Ví dụ cục đá nào ở trên y là 87, sau đó nó qua một vòng rồi nắng chuyển xuống 97 độ âm thải đấy. Con khuy thì các bạn nhé, cái này phần này là các bạn hoàn toàn là các bạn có thể tự làm theo ý mình được mà, mở rộng thoải mái nhé, chỉnh sửa chương trình thoải mái nhé. Ai cho thích được cú rồi sao? Đánh đi, cú đang lên trường ạ. Ôi, đánh đi. Thầy ơi, cậu đã mắc con đã rơi mà lắng. Thần cứ nổ chiêu thay đổi kích thước cái thay ạ. Thế à? Đây này. Đây này. Và kích thước cũng nhìn từ 50 đến 100 đây này, thoải mái nhé. Hoặc to hơn cũng được tùy. Đặt to là việc đặt là 120 cho to lên thoải mái đây. Phát tín đâu mua được thay. Gì? Cái chỗ phá tím thay đổi kích thước đặt là mô là thay. Này chỗ nào? Đây vào chỗ này này. Đây này. Chỗ này là chỗ phát tím này. Ở chỗ này nhá. Thay cho em xem một cái. Còn đá hay là gì? Xem gì nào? Xem một đá. Còn đá đây. Chạy gì nào quá đấy. Mơ. Rồi con bắt đầu. Đi bố nó cứu được chứ mẹ bắt đầu. Đi bố nó cứu được chứ. Ra ha. Lêu lêu. À ha. Ha, 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 ha,
Thôi nhá, mà chúng ta học cái này thôi nhá. Bây giờ ta dặn dặn các con này, bây giờ là thầy sẽ lớp chúng ta học tới đây là dừng thôi, không học thêm nữa vì chúng ta đã kết rồi. Mà bây giờ này, bây giờ thầy sẽ tạo một cái nhóm mới để mà để chúng ta sẽ cùng nhau, các bạn nào thích thì tham gia vào và sẽ để cùng nhau giải bài tập trong cuốn sách của thầy nhé. Yeah. Cuốn sách của thầy có tên là Tự học lập trình Scratch. Bây giờ thầy sẽ tạo một nhóm mới, là thầy sẽ thông báo lên nhóm cho các bạn, để các bạn thích thì các bạn vào đó để chúng ta cùng nhau giải bài tập trong sách đó nhé. Đấy. Và thầy sẽ tạo một cái nhóm ở trên một cái nhóm ở trên cái trang của Scratch ấy, để lưu trữ tất cả các chương trình, các cái bài tập trên đó. Đó. Nhá. Đấy. Hôm nay chúng ta làm một bài tập này thôi, đây là một bài tập hoàn chỉnh. Bây giờ thầy sẽ cho con bài đề, các bạn là về nhà nhé. Về nhà làm bài tập như sau này. Về nhà làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta phải mở rộng chương trình như sau này. Như sau này, bây giờ thầy muốn là gì? Khi mà em bé nhảy này, bài tập về nhà nhé. Nhảy này. Ở đây là cho phép là nhảy thoải mái, bấm space nhảy thoải mái này. Nhảy thoải mái. Thì nó dễ quá. Bây giờ thầy muốn là sửa lại như sau này, là bấm space chỉ được nhảy được 2 lần thôi, không nhảy lần thứ 3. Nhảy một lần này, bấm lần thứ 2, nhảy được 2 lần thôi thì nó khó hơn, trò chơi nó khó hơn. Nhưng mà em nhảy ta phải bấm space thật chính xác, không thì nó sẽ nhảy nó không với được, và như vậy nó sẽ bị thua. Như vậy là ta bài tập về nhà nhá. Bài này này, tức là bài tập này này, bây giờ chúng ta mở rộng này, là bài tập về nhà nhé. Là khi bấm space thì em bé nhảy lên ấy, thì em bé chỉ bấm space được lần thứ 2 thôi, lần thứ 3 là nó không nhảy được nữa, cho phép nhảy lên 2 lần thôi liên tục, sau đó nhảy xuống mới là nhảy lên được. Còn đang nhảy thì không nhảy tiếp được, chỉ nhảy lần hai lần thôi, bấm space 1 lần này, bấm lần thứ 2 thì được, bấm lần thứ 3 là không được. Thế này đang thoải mái này, thử này, 1 2 3 cho phép nhảy thoải mái là thế không nào? 1, 2, 3. Đấy, cho phép nhảy thoải mái này. Bây giờ chúng ta sửa lại là cho phép nhảy 2 lần thôi. 1, 2. Bấm lần thứ 3 là không được nữa. Đó, bắt đầu về nhà nhá. Là sửa chương trình để điều khiển cho nó khó hơn một chút. Là cho phép em bé chỉ nhảy lên 1 lần thôi. 1, 2. Thế thôi. Nhá. Thế thôi. Sao? 1, 2. Thầy ơi, sao? Bật tập về nhà đấy, bật tập về nhà làm nhé. Bật tập về nhà như sau này, là cho phép em bé chỉ nhảy lên đúng 2 lần thôi. Khi đang bay lên trời, xong nhảy xuống đất lại nhảy lên được nữa nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ, và các bạn sẽ thích thì các bạn join vào cái nhóm này nhá. Đây thầy cho các bạn xem cái nhóm thầy tạo rồi. Thầy tạo cái nhóm có tên là đây này. Cái nhóm có tên là tự học lập trình Scratch nhá, đây này. Các con có nhìn rõ không nào? Đây nhá. Đây là nhóm bên chỉ có 2 người thôi, nhưng mà tương lai các bạn sẽ vào đây nhá. Nhóm này là nhóm mở này. Nhóm này là nhóm cho các bạn vào đây để làm gì? Để chúng ta sẽ làm bài tập theo cuốn sách này của thầy nhé. Trong cuốn này là có hơn 600 bài tập, các bạn cùng làm bài tập và đưa vào nhóm để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Đấy, các bạn về nhà, các bạn thầy sẽ share cái này vào trong cái nhóm của chúng ta, và chúng ta sẽ đây, thầy share vào đây để các bạn sẽ nhé. Đây, thầy ghi vào đây cho các bạn xem nhé. Thầy ơi, thầy share cái link nó lên trang Facebook đấy, Facebook của thầy nữa. Ở đây. Nó sửa rất cơ bản của thầy. Đúng thế, đúng rồi. Nha. Đấy,
các bạn cùng rơi vào đây nhá. Đó. Vâng ạ. Đấy. Rồi và ở bên đó chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập nhá. Ơi, ơi. Chỗ nào? Thôi đầu ra nha thầy. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá.